Có nốt ruồi này ở bàn tay, không phú quý giàu sang thì cũng quý nhân vượng vận. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bạn chỉ cần tinh tế một chút và quan sát kỹ càng đôi bàn tay của mình, bạn đã mở ra một phần cánh cửa của tương lai để chủ động nắm bắt cơ hội tốt cho bản thân. Các nhà nhân tướng học có chia sẻ rằng, bàn tay là nơi hội tụ nhiều đặc điểm thể hiện sự thịnh vượng và giàu có của con người, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Chỉ cần có những nốt ruồi này thì xác định cuộc sống thăng hoa, rực rỡ, không những được quý nhân phù trợ mà ngày càng phát tài, dù đường chỉ tay sẽ thay đổi theo thời gian. Thì đối với những đặc điểm này, nếu sinh ra đã có thì sẽ tồn tại mãi mãi. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là đặc điểm nào trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Nốt ruồi son ở gò hỏa tinh âm. Người sở hữu nốt ruồi son ở gò hỏa tinh âm thì số mệnh sẽ được quý nhân phù trợ, con đường sự nghiệp hành thông thuận lợi vô cùng. Người này dù có gặp khó khăn, trở ngại thì ngay lập tức sẽ có quý nhân giang tay ra giúp đỡ, nhanh chóng vượt qua thử thách, bứt phá ngoạn mục đến đích đến thành công. Đường tài lộc của mệnh chủ cũng theo đó mà vượng sắc không ngừng. Người ngoài nhìn vào thực sự phải cảm thán và khen tị trước tiền tài, phú quý của chủ nhân nốt ruồi này. Nốt ruồi ở gò hỏa tinh dương cũng giống như chủ nhân của nốt ruồi ở gò hỏa tinh âm ở trên, người có nốt ruồi ở vị trí này cũng dễ dàng có được thành công trong sự nghiệp. Con đường mà người này đi qua như luôn được trải hoa hồng, dù làm bất cứ việc gì cũng sẽ có người trợ giúp. Tuy nhiên, để có được thành công này, bản thân người này cũng phải nỗ lực hết mình, chứ không chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi. Nhưng quý nhân đến bên bạn cũng một phần là do cách đối nhân, xử thế, được lòng người của bạn. Nốt ruồi son ở gò kim tinh là một trong những nốt ruồi tốt ở trên lòng bàn tay. Nốt ruồi son ở vị trí gò kim tinh sẽ giúp cho chủ nhân của nó có cuộc sống tiền bạc đủ đầy, sung túc, giàu sang. Người này có đường tài vận đặc biệt sáng rõ, dù theo đuổi con đường công danh hay kinh doanh buôn bán cũng sẽ thu về những thành quả lớn lao. Thế nên tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề đáng phải lo lắng của người này. Dù cũng có lúc phải đối mặt với khó khăn, nhưng họ cũng dễ dàng vượt qua và càng có những bước tiến mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu không phải là nốt ruồi son mà lại là nốt ruồi đen ở vị trí này, thì cuộc đời của người sở hữu nó lại phải chịu lắm khổ đau, đặc biệt là về mặt tình cảm. Sự chia ly, ngăn cách sẽ khiến chủ nhân của nốt ruồi này phải trải qua nhiều ngang trái, khó tìm được hạnh phúc. Nốt ruồi son ở gò mộc tinh. Theo nhân tướng học, người sở hữu nốt ruồi son ở vị trí gò mộc tinh sẽ có số mệnh vô cùng tốt đẹp, công thành danh toại mà giàu sang phú quý khó ai bằng. Nếu là nam giới thì sẽ được hưởng phúc từ nhà vợ, được hậu thuẫn và nhanh chóng làm nên nghiệp lớn, sớm có ngày được đứng trên đỉnh cao tiền tài và danh vọng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải nỗ lực không ít để chứng minh bản thân, đến khi nhận được sự tín nhiệm thì đại sự mới thành. Nếu là nữ giới thì đây chính là nốt ruồi vượng phu, người này sẽ là cánh tay đắc lực của người chồng trên con đường công danh, sự nghiệp. Người đàn ông lấy được người vợ này thì như hổ được chắc thêm cánh, tiền tài tăng tiến không ngừng. Tuy vậy, một khía cạnh khác của nốt ruồi này là cho thấy đây còn là nốt ruồi hào tài, tốn của. Nếu người phụ nữ không biết chu toàn, người đàn ông không biết tu trí thì dù được sống trong kho vàng, kho bạc thì cũng có ngày phá đổ mọi công lao gây dựng của người đi trước. Nốt ruồi son ở gò thổ tinh. Trong số những nốt ruồi ở bàn tay mang vận mệnh phú quý thì nốt ruồi son ở vị trí gò thổ tinh sẽ mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Không chỉ sự nghiệp mà tài lộc cũng không ngừng lớn mạnh. Đường công danh sáng lạn như có bàn tay của quý nhân giúp đỡ,
người này còn có thể nổi tiếng lẫy lừng thiên hạ vì những thành tích của mình. Khối tài sản mà người này làm ra chính là mơ ước của bao nhiêu người. Ngoài ra, nếu có thủ tinh xuất hiện nốt ruồi đen thì số mệnh của người này cũng có không ít tiền của. Tuy nhiên, sự giàu có mà người này có được lại do kết hôn với người quyền quý mà nên. Nếu không muốn bản thân bị lệ thuộc thì bản mệnh phải luôn cố gắng lấy đó làm bàn đạp để làm nên nghiệp lớn. Nốt ruồi ở trên cổ tay. Chủ nhân của nốt ruồi ở bàn tay vượng tài lộc này sẽ có vận may không ngờ. Người này hoặc sẽ được hưởng phần gia tài lớn của ông bà, cha mẹ để lại, hoặc có thể gặp may mắn bất ngờ mà trở nên giàu có. Tuy có số hưởng như vậy nhưng không có nghĩa là bản mệnh chỉ ngồi một chỗ để chờ đợi vận may này đến với mình. Nếu không có bất cứ cố gắng nào thì vận may dù có ở ngay trước mắt bạn cũng chẳng thể nắm bắt được. Có chăng sự giàu có mà bạn có được chỉ có thể đến và ở lại trong chốc lát nếu không biết giữ và biến nó thành của mình. Với những nốt ruồi may mắn như thế này, bản thân người sở hữu chúng càng không nên ỷ lại, càng phải nỗ lực nhiều hơn mới mong giữ được tiền tài, danh vọng mãi ở bên mình. Nốt ruồi trên mu bàn tay. Người có nốt ruồi trên mu bàn tay là người giàu tham vọng, luôn khát khao vươn lên. Tuy nhiên, trong cuộc đời, họ gặp nhiều trở ngại, trắc trở, thường bị tiểu nhân quấy phá. Nếu không nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp của họ chỉ bình bình chứ không có gì đột phá. Người sở hữu nốt ruồi trên mu bàn tay thường nóng nảy, thích kiểm soát, sẽ gây mâu thuẫn với những người xung quanh. Bạn cần thay đổi cách cư xử để tránh gặp phải xung đột, phiền phức trong công việc và cuộc sống. Nốt ruồi ở ngón giữa. Người sở hữu nốt ruồi ở ngón giữa đa phần khéo ăn, khéo nói, giỏi giao tiếp nên được nhiều người yêu quý. Bên cạnh đó, nhờ đức tính chăm chỉ, chịu khó mà không sớm thì muộn, họ sẽ nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy không ít người khi làm ông to, bà lớn thường hay coi khinh những người khác, không gọi ai ra gì, nhưng những người này tuyệt đối không. Họ vẫn luôn hòa đồng, quan tâm tới người dưới và tạo cơ hội cho người khác phát triển. Vì vậy, họ là một vị lãnh đạo được cấp dưới kính nể và yêu mến. Con đường tình duyên của người có nốt ruồi ở ngón giữa cũng êm xuôi, hạnh phúc. Nốt ruồi ở ngón trỏ. Những người sở hữu nốt ruồi ở ngón tay trỏ thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thuận lợi đường công việc. Theo nhân tướng học, nếu như những người có nốt ruồi ở vị trí này là một người cực kỳ may mắn, có thể vượt qua mọi khó khăn, không chỉ là người có quyền lực và địa vị trong xã hội, mà còn là người có mệnh trường thọ. Những người này luôn có vận khí cực tốt, luôn có quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua khó khăn. Đây là một nốt ruồi đại phú, đại quý. Hơn nữa, những người này thường rất giỏi trong kinh doanh, buôn bán hay quan hệ xã hội. Họ luôn đạt được thành công sớm, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Quý vị thân mến, bên cạnh những nốt ruồi may mắn thì có những dấu hiệu khác trên bàn tay cũng có thể đoán định được tương lai của một người. Đặc biệt, nếu sở hữu những đặc điểm này, chắc chắn có mệnh giàu sang, phú quý, sinh ra để nắm giữ những khoản tiền lớn, những khối tài sản. Vậy đó là những đặc điểm nào trên bàn tay? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Dấu hiệu thứ nhất là gò mộc tinh đầy đặn. Gò nằm gốc ngón trỏ của mỗi người được gọi là gò mộc tinh. Đây là nơi phản ánh rõ ràng nhất sự giàu sang và tài sản của mỗi người. Theo đó, người sở hữu gò mộc tinh đầy đặn, hồng hào, đàn hồi tốt. Bạn là người giỏi giang, thành đạt và có khả năng quản lý khối tài sản. Dấu hiệu thứ hai là trên ngón cái có vân phụng nhãn. Vân phụng nhãn còn gọi là vân mắt phượng, vân khổng tử, phụ tử, nằm giữa ngón tay cái, được tạo nên từ hai vết lằn lên giữa ngón tay, tạo thành hình con mắt. Người sở hữu vân này sẽ được hưởng một đời an nhiên, tự tại, san giàu phú quý, không gì có thể sánh được. Phần lớn những người này có xuất thân tốt hơn, thông minh xuất chúng, đường học hành thi cử, trải đầy hoa hồng, cuộc sống thuận nhiều hơn nghịch. Bật mí một điều, đây là một trong những biểu tượng cát tường. Nếu tay trái sở hữu vân phụng mãn, tức bản mệnh có giác quan thứ 6, chỉ giác vô cùng nhạy bén. Ngược lại, vân phụng mãn nằm ở tay phải, nghĩa là bản mệnh có tài trong việc giải quyết các rắc rối, lo toan, đem lại cuộc sống đích thực vui vẻ, an yên. Trong trường hợp cả hai bàn tay đều sở hữu thì điều tốt nhân gấp bội, giành lợi song toàn. Nhờ phúc phần của người có tướng này mà gia đình được nương nhờ rất nhiều. Dấu hiệu thứ ba là lòng bàn tay có đường bạn trưởng.
Đường đoạn trưởng là đường chỉ tay kéo dài từ đầu này sang đầu kia của bàn tay, tạo thành đường thẳng ngang dài, thực chất là sự tiếp nối, kéo dài và hợp nhất lại của đường trí tuệ và đường tình cảm. Xác suất để sở hữu đường đoạn trưởng là rất thấp, trăm người may ra mới có một. Người may mắn sở hữu tướng tay này sẽ thực sự thăng hoa trên vận trình công danh, sự nghiệp lẫn hôn nhân, tình cảm. Những người này đa phần đều có tư duy sắc bén, nhạy cảm, quyết đoán, bản lĩnh, kiên cường, lại nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cơ. Nhưng phải bước vào tuổi trung niên, bản mệnh mới thực sự có chỗ đứng vững vàng trong sự nghiệp. Đồng thời, cuộc sống hôn nhân cũng đong đầy hạnh phúc. Càng về hậu vận, những người này càng trở nên uyên bác, tinh anh, biết cách tạo ra cuộc sống thực sự ý nghĩa cho mình. Dấu hiệu thứ tư là tay giống như củ gừng khô, là có tướng thịnh vượng. Bàn tay giống như gừng khô chủ yếu nói về khả năng lực cầm nắm của tay. Gừng mang dương khí rất nặng, hơn nữa lực mạnh yếu khi bắt tay nằm ở tính dương của gan. Điều này cho thấy vận khí của bạn rất tốt và thịnh vượng. Tay nam giới như vậy cho thấy bạn có khả năng giải quyết công việc tốt hơn, có năng lực, sự nghiệp không ngừng phát triển, dám đối mặt với khó khăn, dám mạo hiểm, thích hợp cho đầu tư kinh doanh và có thể bắt đầu từ tay trắng. Mặc dù có những kẽ hở giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến vận khí. Dấu hiệu thứ năm là lòng bàn tay có nhiều đường tiền bạc. Những đường chéo xuất hiện ở góc ngón tay đeo nhẫn được gọi là đường tiền bạc. Người nào sở hữu càng nhiều đường tiền bạc thì tài vận càng vượng, tiền kiếm được càng nhiều. Trong công việc, họ là người tài năng, giỏi giang, được cấp trên tin tưởng. Người sở hữu nhiều đường tiền bạc thường là những người tài không đợi tuổi, sự nghiệp thăng tiến. Không như vậy, người có đường chỉ tay này thường có phúc đức từ tổ tiên để lại. Phụ nữ thì có số vượng phu sẽ lấy được những người chồng giàu sang, thành đạt. Đàn ông thì gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ. Dấu hiệu thứ 6 là ba đường chỉ tay tạo thế chữ M. Theo nhân tướng học, người có đường chỉ tay hình chữ M là người có tướng lãnh đạo với tài năng thiên bẩm, có thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Họ còn là người giỏi giao tiếp, luôn trực nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh và là đối tác đáng tin cậy trong bất cứ mối quan hệ kinh doanh nào. Trên thực tế, đường bàn tay chữ M được hình thành từ các đường chỉ tay, tam đạo, sinh đạo và trí đạo. Các chuyên gia nhân tướng học cho biết rằng số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm có, do đó họ trở thành dấu hiệu của người đặc biệt và có những tài nhất định. Đừng bao giờ có ý định đùa cợt với những người có đường chỉ tay chữ M vì họ có trực giác tốt, phát hiện ra những điều giả dối rất nhanh. Và thường sau đó thì khó lòng lấy lại được niềm tin từ họ cho dù họ đã tha thứ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.